chúng tôi lựa chọn là bản Tà Số, xã Triềng Hắc của huyện Mộc Châu. Đây là một bản dân tộc Mông. Ở đây là một địa điểm có thể nói là tập trung rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Thứ nhất là người dân giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ hai nữa, ở đây có rất nhiều tiềm năng về du lịch trải nghiệm. Ví dụ như các cái khu chăn nuôi còn rất là nguyên sơ. Mình làm được ngôi nhà này, có đoàn khách đầu tiên lên thì mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà một vui trong cái vui thì mình cũng hụt hẫng, cũng lo sợ vì có những cái mình chưa biết là mình sẽ nói gì với khách. Xong có những lúc mình còn không biết là sẽ nói với khách là khách sẽ ăn những cái gì. Bây giờ so với trước thì mình nói chung là mình cũng cảm thấy tự tin hơn và khách đến thì mình có thể giao tiếp thoải mái với khách. Hiện tại đang có 2 phòng, đang mở rộng thêm một nhà bên dưới nữa là nhà tập thể, thì khi mà hoàn thiện nữa thì chắc là hội em sẽ đón được tầm khoảng 20 khách. Trong tương lai thì em sẽ cải thiện cái hạ tầng của mình nhiều hơn nữa để phục vụ cho khách tốt hơn. Ví dụ như là lắp thêm lò sưởi này, và lắp những cái bồn tắm cao cấp hơn cho du khách được trải nghiệm. Du lịch ở đây thì đến trải nghiệm cùng gia đình, còn đến mùa quả thì đi hái quả cùng gia đình. Còn nữa là tối về là giao lưu văn hóa văn nghệ, là múa xòe, đốt lửa trại. Trước khi có dự án là nhà chị làm vườn, trồng cây ăn quả như là cây bơ, cây mơ, cây mận. Nhập gia đình chị thì cũng mỗi một năm là 30 đến 40 triệu một năm. Làm hôm tây thu nhập thêm là mỗi một tháng, nếu mà không dịch giá Covid, từ 4 đến 5 triệu. Gia đình em cũng như là các hộ trong bản thì tham gia vào làm du lịch và kết hợp với nông nghiệp, và đặc biệt là doanh thu từ du lịch thì chiếm phần lớn, và chủ yếu là chúng em thu nhập được từ khách du lịch là từ các dịch vụ như là ăn, ngủ, nghỉ, các dịch vụ trải nghiệm, và đặc biệt là bán những cái mặt hàng nông sản của địa phương cho khách du lịch khi đến với bản ạ. Chị em phụ nữ thì đã áp dụng được cái những cái lớp tập huấn do Great hỗ trợ, như là lớp tập huấn bán hàng, marketing, thì các chị em đã dùng cái sản phẩm của mình quảng bá trên những cái trang cá nhân của mình để bán hàng. Cái nguồn thu nhập từ việc bán hàng online của các chị em tại bản Vặt thì có thu nhập khá là ổn định. Tại bản Vặt của huyện Mộc Châu năm 2020 và 2021, mặc dù Covid ảnh hưởng nặng nề đến du lịch, nhưng doanh thu du lịch của bản Vặt ước đạt hơn 3 tỷ đồng. Các hỗ trợ của Great cho cộng đồng trong việc ứng phó với tác động của Covid-19 bao gồm hỗ trợ nâng cao nhận thức và đào tạo về vệ sinh an toàn, phòng chống dịch bệnh và đón khách an toàn trong bối cảnh Covid-19, hỗ trợ kinh phí cho cộng đồng để họ điều chỉnh các cái sản phẩm, các cái trải nghiệm du lịch và nâng cao cái chất lượng dịch vụ để tiếp cận nhóm khách du lịch trong nước, tổ chức các cái chương trình truyền thông, cuộc thi ảnh, bài viết và video clip về vẻ đẹp vùng cao Sơn La, Lào Cai nhằm quảng bá các cái điểm du lịch cộng đồng đến khách du lịch trong và ngoài nước. Một cái việc nữa tập trung để phát triển du lịch trong thời gian tới đó là phát triển du lịch thông minh. Phát triển du lịch thông minh thì hiện tại thì chúng tôi tập trung trước và xin nguồn của dự án GRED hỗ trợ, đó là xây dựng bản đồ du lịch 3D. Và cái này hiện tại chúng tôi đã triển khai và cố gắng là trong cuối tháng 3 chúng tôi cũng phải hoàn thiện. Trong thời gian tới thì GRED sẽ hỗ trợ nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng chất lượng sang các cái bản du lịch cộng đồng tiềm năng, phát triển thêm các cái trải nghiệm và các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch, tạo thêm cơ hội thu nhập cho cộng đồng.